Hôm trước vừa thấy thư ký hot tặng sếp con LG Gram mà, sao bây giờ lại dùng con laptop cũ này? Chú cứ linh tinh, hôm nay em quên không mang sạc, đến gặp đối tác mà hết pin thì chết à? Ôi giời ơi, dăm ba công việc vớ vẩn của sếp thì LG Gram nó vẫn chịu được, không hết pin được đâu. Hết pin thì sao? Em đã lừa sếp rồi chưa? Tí nữa mà hết pin thì sếp cứ chặt đầu em. Chú cứ đợi đấy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hàn ở Computer, và các bạn cũng đã biết là LG Gram là một trong những cái laptop được đồn đại là có cái thời lượng pin to và dài nhất trong tất cả các laptop hiện tại. Và chúng ta sẽ cùng thử nghiệm là trên chiếc LG Gram 17 inch này, cái lời đồn đại đó có đúng hay là không. Thì chiếc LG Gram 17 inch này nó được trang bị một cái viên pin, đó chính là 72Wh. Và cái thời lượng pin theo như hãng công bố ấy, thì nó dùng được khoảng tối đa là 19 tiếng, nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao giờ được cái thời gian đó đâu. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng thử nghiệm cho các hoàn cảnh khác nhau xem mà chiếc LG Gram 17 inch này nó sẽ chịu được khoảng thời gian bao nhiêu lâu. Việc đầu tiên chúng ta đánh giá pin đó chính là chúng ta sử dụng ở các tác vụ cơ bản như là gõ văn bản này, chụp Excel hay là video call hay là chat trên Facebook, lướt web các thứ. Và để cho nó kết quả tương quan chính xác nhất ý, thì mình sẽ sử dụng đó chính là phần mềm PC Mac 10. Và để mô phỏng cho cái công việc sử dụng hàng ngày trong văn phòng thì chắc chắn là chúng ta sẽ để độ sáng màn hình khoảng tầm 50% thôi, tại vì đèn xung quanh nó khá là sáng. Và khi mình thử nghiệm ở chế độ màn hình 50% độ sáng 50% và PC Mac 10 thì chiếc LG Gram 17 inch này chúng ta chịu được khoảng thời gian đó chính là 4,1 tiếng, một thời gian pin nói chung là khá là ổn. Nhưng mà cái chiếc LG Gram này không phải sinh ra lúc nào cũng là để các bạn ngồi trong văn phòng cả, nó sinh ra để các bạn mang đi ra ngoài, các bạn mang đi uống cà phê. Và khi mà sử dụng ở môi trường ngoài trời ấy, thì các bạn sẽ phải dùng độ sáng màn hình nó cao hơn. Và mình thử nghiệm ở đây là cũng dùng PC Mac 10, nhưng mà độ sáng màn hình đẩy lên là 100%. Và cái thời lượng pin chúng ta bị rút ngắn là còn khoảng tầm là 3,5 tiếng, tức là các bạn mất là khoảng tầm 15-17% hiệu năng của pin khi mà các bạn tăng độ sáng màn hình từ 50-100%. Với bài thử nghiệm tiếp theo thì mình sẽ sử dụng LG Gram như một công cụ giải trí khi mình sử dụng chiếc laptop này để xem các bộ phim Full HD và không che. Thì với cái thời lượng pin mình sử dụng khi mà từ lúc xem phim đến lúc hết pin ý, nó rơi vào khoảng tầm 4,5 tiếng, tức là các bạn hoàn toàn có thể thưởng thức những bộ phim dài như Avengers Endgame mà các bạn không hề trải nghiệm cái cảm giác khi mà hết pin giữa chừng. Đây cũng là một cái thời lượng pin khá là ấn tượng của LG Gram. Và với cấu hình của LG Gram chỉ có cả màn hình onboard chứ không có cả rời, nên là mình nghĩ là nếu mà sử dụng các phần mềm chỉnh sửa phim như là Adobe Premiere hay là After Effects ý, thì nó không chính xác lắm. Tại vì cũng chả ai dùng Premiere hay After Effects trên một cái máy không cả rời cả, tại vì chạy rất là giật. Vì vậy thì mình sử dụng phần mềm khác cũng của Adobe nhưng mà nhẹ nhàng hơn, đó chính là Adobe Photoshop. Đây là một phần mềm mà chỉnh sửa ảnh, nói chung là 99,99% các bạn chụp ảnh bây giờ đang dùng. Thì mình sẽ sử dụng các tác vụ nói chung là khá là sát với việc dùng bình thường, như là crop ảnh, chọn vòng vùng, chỉnh màu hay là ghép panorama. Và cái thời gian mình dùng ở độ sáng màn hình 100% mình sẽ dùng khoảng tầm là 2,7 tiếng trước khi là chiếc máy cạn kiệt pin hoàn toàn. Đây cũng là cái mức pin khá tốt so với những cái laptop gaming khác trên thị trường khi mà họ chỉ trụ được khoảng tầm hơn 1 tiếng hoặc dưới 1 tiếng thôi. Và vừa rồi là toàn bộ bài test của mình dành cho LG Gram 17 inch trải dài các tác vụ. Đầu tiên là chúng ta sử dụng bình thường hàng ngày hay là giải trí xem phim, và cuối cùng đó chính là các bạn mà sử dụng phần mềm edit ảnh ở Adobe Photoshop. Và với độ sáng khoảng tầm 50% ấy, thì chiếc là LG Gram này sẽ chịu được khoảng tầm 4,1 tiếng cho các tác vụ hàng ngày. Và nếu các bạn mang ra ngoài ấy, thì nó sẽ chịu được khoảng tầm là 3,5 tiếng ở độ sáng màn hình 100%. Và nếu các bạn dùng để xem phim thì chiếc LG Gram này chịu được khoảng tầm 4,5 tiếng ở độ sáng màn hình 100%, đủ cho các bạn trải nghiệm các bộ phim dài. Và cuối cùng ở ứng dụng nặng, đó chính là Adobe Photoshop, thì LG Gram 17 inch chúng ta chịu được là 2,7 tiếng, một con số chung là không dài cũng không ngắn. Và đây là một khoảng thời gian mình theo mình ý, thì nó là rất là tốt đối với một chiếc laptop màn hình to như LG Gram 17 inch. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn cái thời lượng pin trâu hơn, dài hơn ý, thì nên tham khảo qua các phiên bản LG Gram 14 hoặc 15 inch. Các bạn đánh đổi kích thước màn hình nhỏ hơn LG Gram 17 nhưng mà thay vào đó thời lượng pin nó rất là dài. Và trong video sau thì chúng ta sẽ cùng đánh giá những cái trải nghiệm của mình thực tế với LG Gram 17 inch. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.